Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một con máy của hãng Ulefone, nó tên là Ulefone Power Armor 18T. Phiên bản đặc biệt này nó có cái điều quan trọng nhất là ở đây, tức là mình sẽ cho bạn coi cái cấu hình của nó. Nó là có 5G, màn hình là 6.58 Full HD cộng. Camera đặc biệt là camera 108MP. Và điều đặc biệt nữa của nó đó chính là RAM 12GB, ROM 256GB. Đặc biệt sạc nhanh là 66W, dung lượng pin là 9600 mAh. Còn một điểm nữa là có camera cảm ứng nhiệt. Một lát camera cảm ứng nhiệt nào thì mình sẽ thể review kỹ ở chỗ này để cho các bạn xem. Bây giờ mình khui cái hộp này ra. Đây, em nó đây. Ok. À, bên này là để mình gắn cái camera nội soi ha. Phụ kiện camera nội soi, cái này mình phải mua thêm, hãng nó không có cho theo. Đây, camera. Đây chính là camera cảm ứng nhiệt đây. 108 megapixel. Rồi. Rồi mình khởi động nguồn lên. Đó. Rồi. Mình sẽ test cho các bạn xem cái camera cảm ứng nhiệt của nó ha. Đó, chính đây. Cái này, cái biểu tượng này đây. Ok. Bạn nhìn mình quay cái quạt nè. Đó, thì các bạn thấy cái đầu đỏ đỏ, cái chỗ mà đỏ đó, đó chính là cái nhiệt độ. À, chỗ nào có nhiệt độ thì nó sẽ đỏ lên. Còn cái nào mà không có nhiệt độ thì nó không đỏ. Bây giờ mình quay qua bên đây, bạn thấy không có nhiệt độ. Đó, nó sẽ không có đỏ ha. À, quay để nó cảm ứng nhiệt nè. Đó, cái nào có nhiệt độ thì nó sẽ đỏ lên. Nó đỏ rực lên. Đó, các bạn thấy không? Nó là cảm ứng nhiệt, nơi nào có nhiệt thì nó sẽ cảm ứng. Rồi ví dụ như mình lấy cái điện thoại của mình bỏ ra, là cái điện thoại mình có nhiệt thì nó sẽ hiện nhiệt lên. Ví dụ đây. Đó, bạn thấy không? Đó, có nhiệt thì nó hiện cái nhiệt ra. Ví dụ như cái đèn, nó thanh đèn nè. Đây cái thanh đèn LED nè. Đó. Nó có đèn thì nó hiện ra cái dòng ấy, còn cái nào mà không có nhiệt á thì nó sẽ là ra màu tím tím nè. Còn nào có nhiệt bạn thấy nó sáng lên không? Đó, ví dụ như hiện tại bàn tay mình nó có nhiệt nè. Nó thì nó thấy nguyên cái bàn tay nè, các bạn thấy không? Đó, còn chỗ nào mà không có nhiệt thì nó là không thấy nè. Cũng giống như mình quay lại cái hộp nè, không có nhiệt thì nó quấy. Nhưng trước cái hộp cái điện thoại nè, nó có nhiệt à, nó phát sáng lên, thấy không? Ở nơi nào có nhiệt thì nó đó sẽ phát sáng để cho mình biết rằng ở nơi đó có nhiệt độ. Đó, camera nhiệt là như vậy. Rồi bây giờ mình quay lên cái bức tường, quay lên bức tường cho bạn xem đây. Tức là không có, nó không có nhiệt thì nó không hiện ra, nhưng bạn lại cái chỗ nào có sợi dây điện mà có phát nhiệt thì nó sẽ hiện ra. Ví dụ như trong ổ điện này bạn thấy nó có nhiệt thì ở chỗ đó nó sáng. À, nơi nào có nhiệt thì nó sẽ sáng lên. À, thấy nó sáng lên, thấy không? Đó, đó là camera nhiệt là vậy á. Rồi ok ha, là mình review cái camera nhiệt các bạn xem vậy đi. Rồi ok. Rồi.